Trước tiên thì tôi chào anh và tôi chào cộng đồng mạng. Thật sự ra mà nói thì cái câu chuyện là chị ruồi á, thì bà con là cũng đã hiểu rồi. Qua cái bản sao kê của chị thì chúng ta đã hiểu quá nhiều rồi. Thì bây giờ tôi hết sức là bức xúc khi là chị ruồi không còn cái chỗ kiếm ăn nữa mà kiếm ngay vào cái vấn đề tâm linh và Phật giáo Việt Nam chúng ta. Thì điển hình như là chị ruồi nói là trai tăng tụng tán gì đó là 130 mấy triệu, nhưng bây giờ là mấy thầy ở chùa Tâm Giác đó là cái nơi cũng là nghệ sĩ đó, là thường tới lui đó làm cái chuyện công đức từ thiện, thì bây giờ mấy thầy đó nói là cái chuyện mà chị ruồi công bố 130 mấy triệu đó, các thầy là lấy chưa được 1/3 cái khoản mà chị đã là thống kê bữa hôm đó để gọi là hợp báo là sao kê. Nhưng theo tôi đó gọi là cái bản kê khai thống kê thôi, chưa có sự xét duyệt. Thì ở đây là tôi hết sức gọi là bức xúc. Đây là cái vấn đề tôi bức xúc. Vì chúng ta là vạn dân chúng ta đều tôn thờ tâm linh về Phật giáo, về chùa chiền và các sư, các thầy. Nhưng mà tại sao chị lại là ghi khống cho các thầy của chúng ta nữa là sao? Thì đây là một cái vấn đề tôi đòi hỏi, là vấn đề là cái vấn đề đạo đức của người là ca sĩ, nghệ sĩ và cái hội nghệ sĩ Việt Nam hay ca sĩ Việt Nam phải có một cái ý kiến thật sự là thích đáng cho cái nhân vật này nữa. Chứ bây giờ tôi nói thật sự, bây giờ từ cái chuyện mẹ con của chị Sáu làm ra đến bây giờ thì toàn là trái ngược với là dòng xã hội và cái cuộc sống là ngàn đời của người dân Việt Nam chúng ta. Hết chuyện rồi, chị là bịa ra con người ta là con nuôi, chị là con rùa, chị là máu ruột gì máu mủ ruột rà, rồi đó là chị đó là lấp liếm trong cái vấn đề một phần của nghệ sĩ, rồi cái vấn đề đó là này kia nọ, rồi là đủ thứ trong cái vấn đề đó. Nhưng mà tôi hết sức là bức xúc cùng anh và cùng cộng đồng mạng, đó là tôi bức xúc cái vấn đề cái chị nhảy ranh này đã xúc phạm về cái vấn đề tâm linh, về vấn đề chùa chiền, về vấn đề các sư thầy mà vạn dân chúng ta đều tôn trọng. Thì tôi thử hỏi cái loại người này có cần phải là pháp luật nhúng tay vào cuộc để loại trừ ra khỏi là cuộc sống xã hội này một thời gian hay không? Chứ nếu để như vậy thì thật sự ra là chúng ta nhìn suốt cái khoảng thời gian từ lúc nghệ sĩ nằm xuống thì chị ruồi này chỉ có nói là cậu thương con, rồi con thương cậu, rồi con của cậu là con nuôi, rồi con đứng ra con đồng sở hữu, rồi con là mượn cái cớ đồng sở hữu để là con bởi gì bảo vệ giữ gìn tài sản của cậu. Nhưng mà mẹ của con đã bán nốt đi một cái là gia phả, một cái nhà thờ họ, thì bản thân con á có giống mẹ của con không? Đây là vấn đề tôi xin chất vấn, tôi hỏi là chị ấy là như thế. Chứ bây giờ rồi tiếp đến là nào là cái một phần là cái chỗ là đồng tiền đó, đó người ta cũng sợ lắm, không ai dám lấp liếm vào đó. Cuối cùng chị này cũng vẫn làm. Rồi bây giờ đến vấn đề là chùa chiền Phật giáo, chị này cũng vẫn lấp liếm trong vấn đề đó. Thì tôi xin hỏi á, bà con cái loại người của chị ruồi này á, trên thế gian này chỉ là cái gì mà chị không dám làm không bà con? Chị làm hết. Thì cái loại người này có thể gọi là mình phải loại trừ nhà pháp đó, là pháp luật Việt Nam chúng ta loại trừ họ ra là một thời gian để có cái thời gian họ là được giáo dục lại về vấn đề là bồi dưỡng về đạo đức của chị này lại. Chứ nếu không thì thật sự ra là người ca sĩ Việt Nam bị mang tiếng luôn, chứ không phải là đơn giản đâu. Và con người Việt Nam cũng vậy. Trời ơi, bây giờ là một đứa cháu gái mà nó là lạm dụng tất cả để rồi lấp liếm về tiền bạc, rồi lên cộng đồng mạng là có nhiều cái vấn đề, những cái lời lẽ thiếu văn hóa. Nhưng người ta hỏi là chị là họ gì thì chị nói là thì bà con cũng nói rồi, cái câu đó nó cũng quá quen rồi. Thì tôi thử hỏi cái ngành văn hóa Việt Nam còn đâu nữa, mà bây giờ là đây là vì sao nói ngôi mà không biết chị nói cái nghiệp của ai, mà giờ lai sanh ra một chị nhảy ranh toàn là chỉ biết ham tiền, không còn biết vấn đề là đạo đức về là luân lý con người. Thứ nhất về tiền mà tang lễ cũng lấp liếm, thứ hai tiền mộ huyệt là cũng lấp liếm,
Cái thứ ba về cái chùa chiền sư thầy thì cũng lấp liếm rồi đổi thừa cho người ta. Cái thứ ba nữa về mẹ của chị thì chị cũng không phần tôn trọng. À, thì bây giờ là bà con thử nghĩ là cái nhân vật này như thế nào, và anh Tâm có ý kiến gì không ạ? Dạ, theo chú nghĩ là có nên đề xuất Bộ Văn hóa Thông tin và Truyền thông á, để cấm sóng ca sĩ này. Cấm sóng nghĩa là mình cấm hát một thời gian chút, để cho ca sĩ này tu dưỡng lại đạo đức, hoặc là tu dưỡng lại cách cư xử với mọi người không? Dạ thì tôi cũng thống nhất với cái ý kiến của anh và cái quan điểm anh. Thì tôi cũng nói thật sự là tôi đề nghị, tôi là biết bao nhiêu clip là tôi thiếu điều van xin cái hội nghệ sĩ hay gọi hội văn hóa Việt Nam gì đó phải có cái hình thức kỷ luật chị này. Không biết là theo cái khung số mấy thì luật mấy thì tôi không rành, nhưng mà không để cho một cái con người suy thoái về đạo đức mà truyền bá cái văn hóa Việt Nam, thì tôi thấy là cái lời ca điệu hò của chị ấy bây giờ nó có thật không? Nó làm đi là lệch lạc á, là của cái tâm tư nguyện vọng của một nhạc sĩ không chừng á. Tình cha tình người ở chỗ nào? Mà trên đời này á, là thật sự ra là những cái món tiền mà chị này lấp liếm là chúng ta phải làm kính sợ. Những đồng tiền nó không ai dám, gì đó là tiền tan tóc, rồi tiền á là của sư thầy, rồi chị cũng đổ oan lên đó. Thì đây là cái vấn đề, một hiện tượng xấu xa. Mà tại sao bây giờ gọi là cái chị này á, là tôi cũng buồn. Chị thi vào trong cái chương trình vì sao nói ngôi mà không biết chị nói cái ngôi sao nào. Chứ còn này thật sự là tôi thấy là không có cái ngôi sao điện ảnh á, là từ cổ chí kim đến bây giờ chưa ai dám làm một cái chuyện y như chị này làm. Thì như vậy là nói ngôi như thế nào? Và tôi thật sự ra mà nói thì đây là một cái vấn đề là chợ đời. Khi là con người ta là cha người ta qua đời, con người ta thì mồ côi, tuổi thời đời thì cũng không, vẫn còn là trẻ, không hiểu chuyện. Thế là mẹ con chú cháu nhảy vào đó, rồi là xua bằng cách gọi là miệt thị và khinh khi con ruột người ta, rồi áo quyền vào đó lấy đồng tiền tan điếu để là sử dụng riêng, rồi bắt đầu là ghi ngoạch ngoạc vào một cái tờ, cái bản gọi là gì, sao kê. Nhưng mà thật sự bản sao kê đó nó không có mang một cái tính chất khách quan. Rồi là bản thân là tôi nói thật sự ra đây là tôi cũng nói thêm về một cái chi tiết về cái con người này, vì tôi đã có kết luận trong lòng là cái loại người này rồi là loại người hạng thứ ba trong xã hội. Đến bây giờ là họ là vào đó họ ở đậu có là trong vòng 2 năm, rồi họ làm ra cái bản di chúc miệng, rồi họ lại rủ một cái thằng cha đàn ông, mình là đàn bà có chồng mà lại rủ là một thằng cha đàn ông vào cùng nhau là lập vi bằng làm chứng gì đó. Bà con thấy một cái vấn đề đó hết sức sai trái không, có tôn trọng pháp luật hay không? Nếu giả định cái bản là vi bằng đó, cái vi bằng đó nó còn hiệu lực của mà pháp lý công nhận, thì nó gây ra là biết bao nhiêu cái cảnh bất công cho cái là một người con nghệ sĩ Vũ Linh hay không? Đó là cái điều đau đớn. Rồi tiếp tới mỗi ngày chúng ta lại nghe đó là chị này lấp liếm một chuyện, mỗi một ngày chúng ta nghe chị này gian dối một chuyện. Thì như vậy tôi hỏi là người ca sĩ Việt Nam còn hình ảnh để là vạn dân chúng tôi là nghe lời ca điệu hò của họ nữa hay không? Mà trong khi đó thì bây giờ chúng ta thấy sự vẫn nghiễm nhiên của hội nghệ sĩ hay hội ca sĩ gì đó thì cũng phải mau có một cái là động thái kỷ luật như thế nào để chị này có cái thời gian bồi dưỡng lại đạo đức của con người mình. Thì nếu không khéo á, thì cái văn hóa Việt Nam chúng ta của nghìn năm văn hiến để lại, thứ nhất là cái sự riêng liêng cao cả là cha mất để lại cho con. Cái thứ hai nữa về đời sống tâm linh người Việt Nam là tôn trọng và tôn thờ chùa chiền và những sư thầy trong chùa, và những cái là những lễ điếu trong tang, trong đám tang thì chị này cũng đem ra lấp liếm luôn. Thì như vậy đó là có phải chăng đây là con sâu làm sầu nồi canh để rồi á là mai một đi cái tính nhân văn của người Việt Nam chúng ta hay không? Mà chị vẫn nhẫn nhớ, chị vẫn thách thức cộng đồng. Thì đây là một cái điều tôi thấy là họ không biết chỉ dựa vào đâu. Mà bây giờ chúng ta thấy gần như là những người thân của nghệ sĩ Vũ Linh là
nói cái từ trở mặt thì không đúng, nhưng mà nhìn nó là chị này với một cái con mắt khác thường, thì anh có ý kiến gì không à? Thì cũng thấy qua câu chuyện của gia đình cố nghệ sĩ đó chú, thì nó làm cho chúng ta phải suy xét lên nhiều thứ về những thành viên trong gia đình. Thì theo chú nghĩ là những thành viên gia đình như vậy thì mình là người lớn đi, mình là cha, là mẹ, là ông, là bà, thì mình sẽ có những cái dự định gì thì trước khi mình không còn nữa? Thì nói thật sự ra như thế này nè, qua cái hình ảnh của mẹ con chị Sáu á, nó làm mai một đi và nó làm mất đi nhiều cái nhân, cái tính nhân văn trong cái xã hội Việt Nam chúng ta. Là cái thứ nhất, bây giờ là anh em máu mủ ruột nhà, là nếu cơ nhở thì nếu về chúng ta cho là về chung ở với chúng ta, thì mọi người trong xã hội thấy cái hình ảnh cô Sáu, mẹ con cô Sáu như vậy, thì chúng ta cũng phải chùng tay và có cái sự suy nghĩ đắn đo. Mà đó là một cái chuyện đầu tiên. Cái chuyện thứ hai nữa, bây giờ là cái vấn đề là tôi cũng không biết nói làm sao, khi cái bản chất cái con người không biết sự xấu xa, không biết cái sự sỉ nhục, không biết cái giá trị đạo đức và nhân phẩm của một con người, thì bây giờ là nói thật sự là chỉ giờ là chỉ nhờ vào cái là cộng đồng mạng và pháp luật để là dạy dỗ lại chị này, giáo dục lại chị này, để cho trở thành một cái người công dân tốt, để có là cái tính nhân văn của người Việt Nam chúng ta ngày càng phát huy hơn, ngày càng tốt đẹp hơn. Chứ bây giờ tôi nói thật lòng ra mà nói, giữa cái cảnh chợ đời ngày xưa vẫn có những cái chuyện thấy người ta cơ nhở đem về nhà mình nuôi một vài năm là cái chuyện đó bình thường, nhưng qua cái hoàn cảnh của cô Sáu như thế này thì chúng ta đó có thể chùng tay lại hay không đó? Rồi đây bây giờ là tôi thấy là những cái chuyện này là không biết cái hướng tới của chị này đi đâu về đâu. Mồm chị thì nói là thưa kiện người ta xúc phạm là người là danh dự gì của chị, nhưng ngược lại cái hình ảnh của sư thầy mà bây giờ người ta đã là thoát lên một cái câu là cái tiền chỉ là thống kê là 130 mấy triệu, nhưng mà người ta nhận là không tới 1/3, thì như vậy là chỉ kiếm khoảng bao nhiêu tiền, nhưng mà đồng tiền đó có nên kiếm hay không? Đây là những cái vấn đề là tôi cũng góp ý với bà con cộng đồng mạng và mọi người chúng ta. Ai cũng ham tiền, nhưng mà chúng ta không lừa vào những cái cơ hội mà tan tóc đau thương đó để chúng ta lừa gạt. Mà lừa gạt ngay tính ra như vậy thì lừa gạt ông thầy chùa rồi, lừa gạt đó là sư thầy rồi. Tại vì đổ cho sư thầy là lấy 130 mấy triệu, mà sư thầy lại nói là đây là cái chỗ giống như là nghệ sĩ Vũ Linh tới thường tới đó là làm từ thiện rồi là này kia kia nọ, thì sư thầy trên tinh thần là người ta là không lấy tiền, người ta đã bàn bạc hợp lại với nhau là như vậy, chỉ lấy quả hoàng là cái đồng tiền đó là tưởng niệm chút đỉnh thôi. Nhưng mà chị này lại ghi vô là 136 triệu, thì rõ ràng chị này sao phải lấy tiền của chùa luôn không? Đó là những cái vấn đề. Rồi nhiều cái khoản là bây giờ là đề nghị chỉ sao kê, thì hổng rài thời gian cái bản sao kê, nếu con người thật lòng thật tình không biết làm bản sao kê, người ta góp ý thì làm lại lần thứ hai, thì đến bây giờ thì chúng ta cũng xem được cái bản sao kê lần thứ hai này là cũng trọn vẹn rồi. Còn chỉ không làm thì đấy là dấu hiệu ngày càng lấp liếm, mà nếu như pháp luật không làm sáng tỏ và chị Hồng Loan mà không có đấu tranh mà kiên quyết và quyết liệt, thì cái hình ảnh này đã trở lại làm xấu cho cái văn hóa xã hội Việt Nam chúng ta. Và anh có ý kiến gì không à? Cái chuyện mà mập mờ sao kê đó chú, thì theo chú có thể là dẫn đến hình sự không? Cái này dứt khoát phải dẫn đến hình sự rồi anh. Dạ. Mẹ con chị Sáu này hoàn toàn phạm vào luật. Trước tiên là tôi nói vậy. Thứ nhất về luật thừa kế, người ta đã công nhận Hồng Loan là hưởng cái tài sản của cha mình là nghệ sĩ Vũ Linh, thì điển hình qua bây giờ nhà cửa đất đai là pháp luật công nhận rồi, anh thấy không? Dạ. Rồi bây giờ lý gì mà cái chuyện tiền tan điếu và cái tiền gọi kêu gọi từ thiện đó cũng là đồng tiền của nghệ sĩ Vũ Linh, thì tại sao là cô Sáu, mẹ con cô Sáu lại tự ý tự quyền rồi xài á, là xài một á là gì, xài 3 mà ghi 10 đó. Rồi là xài 1 thì ghi 2, thì đó có phạm luật chưa? Đó là phạm luật, đó là trong cái thừa kế, đó là tiền của cha người ta.
À, rồi cái vấn đề tiền mà bản quyền truyền thông media đó, không cũng là gì à, trên cái lý thuyết á là người ta cái phía bên chị á là ruồi cũng nói à, trong tang điếu thì được quyền đứng ra ký dùng cái bản hợp đồng, là cái bản hợp đồng đó nó không có tác động đến là à, đạo đức và đạo lý con người, không có là à, đụng chạm tới là à, luân lý xã hội thì được quyền ký dùm. Tôi đồng ý quan điểm đó, nhưng mà sau khi mà ký xong rồi thì khoản tiền á là khoản tiền mà hình ảnh của cha người ta thì mấy người chia nhau ra, mấy người xài, mấy người giữ, đó là có sự quan ức á. Tiền cũng là tài sản bà con, chứ đâu phải riêng là đất đai nhà cửa là tài sản đâu. Tiền tang điếu nè, rồi tiền á là media nè, rồi những cái đồng tiền mà khai lấp liếm trước đó là à, cộng đồng như vậy, thì chị này chắc chắn một cái điều là phải phạm luật hình sự. Thì tôi cũng mong là Hồng Loan phải kiên quyết, phải kiên quyết và thật kiên quyết, và cũng đó là một cái chuyện mà để đấu tranh lại, như Hồng Loan đã nói là lấy lại danh dự cho ba, và tôi cũng nghĩ là lấy lại cái văn hóa tốt đẹp của nghìn năm văn hiến người Việt Nam nữa. Chứ bây giờ là cái hình ảnh này thì cái xã hội đối với những cái loại người ham tiền thì người ta bắt chước, thì bà con thấy nữa sau này á là nó xảy ra bao nhiêu hoàn cảnh nữa. Rồi thế là chúng ta là cái văn hóa Việt Nam chúng ta phải là hoàng ngoại và gánh nặng cái những cái mà suy thoái của đạo đức của họ hay không. Đó là những cái vấn đề mà tôi nói thật sự là kêu cứu à, mà bây giờ họ vẫn nhẫn nhớ. Đấy là cái vấn đề tôi thấy rằng là hết sức là lạ. À, rồi qua đây tôi cũng thấy vậy nè, hết sức là thương tâm cho Hồng Loan. Thì bà con thấy trong cái vấn đề mà mở ra một cái tiếng gọi là một cái bước đầu tham lam, có phải là chị ô sinh hay không? Chị ô sinh thì miệng thì nói rằng là làm á là mười mấy năm không công, đến chừng chị ô sinh á là bước ra khỏi nhà thì chị ô sinh lại nói cái này con mua là con lấy luôn cái bàn thờ của nghệ sĩ là Vũ Linh luôn, nhưng mà chắc xe đầy quá lấy không được. Rồi á là cái dàn karaoke người ta tặng của nghệ sĩ, nghĩa là của Hồng Loan, thì nghệ sĩ qua đời rồi thì chị ta cũng lấy, đến người ta đòi thì họ là trơ trẽn không biết nhục nhã, rồi họ đem lại họ trả. Rồi như vậy quay lại vấn đề, họ là cái người quản lý cho nghệ sĩ Vũ Linh mười mấy năm, vậy là mật mã cái sắt, chìa khóa cái sắt, chị ô sinh này có giữ hay không, để bây giờ là trong đó là một đời á là nghệ sĩ không còn lấy một cái gì gọi là trang sức nữ trang cho cái vấn đề là ca hát của mình. Mà được biết là chị ruồi này trước khi về á là đám cưới thì á là nghệ sĩ Vũ Linh cũng cho hàng đối ba cái vàng, rồi cho con gái mình á là hàng chục cái vàng ở một sợi dây chuyền có đính mà nhẫn đính kim cương, hạt kim cương đó. Rồi bây giờ là Hồng Loan gửi lại thì cái những cái khoản nữ trang nó đi đâu về đâu, rồi cái huy chương Trần Hữu Trang nó đi đâu về đâu. Đây là đúng là một cái bọn cờn cờn rò quả không sai mà người ta đã kết luận bọn họ như vậy. Nhưng mà thật sự với bà con, nếu là cờn cờn á thì nó cũng không gây ra vấn đề văn hóa xã hội Việt Nam. Còn đằng này họ đội lớp là nghệ sĩ, là ca sĩ, rồi đứng lên kêu gọi á là dựa vào cái xác chết của cha người ta, rồi đứng lên kêu gọi viên gạch nghĩa tình, đến bây giờ đã ngoài 100 ngày rồi cũng không làm bản sao kê. Thì đây là một vấn đề hết sức là oan ức cho xã hội và oan ức cho là người con của nghệ sĩ Vũ Linh, là một cái thần tượng, là một cây cao bóng cả của cái văn hóa Việt Nam cho cái ngành đó là nghệ sĩ. Thì đây là vấn đề tôi kêu cứu, và anh có một vài ý kiến gì không ạ? Dạ, không biết là chú có đồng ý kiến với con vấn đề này không ha. Ví dụ như là không biết là mấy người, ví dụ như là trừ Vũ Linh với Bình Tinh ra, thì những người con nuôi á, của cố nghệ sĩ á, hoặc là những người thân á, họ có biết rằng là Hồng Loan sau này sẽ thừa kế không chú? Theo chú nghĩ? Người ta biết hết á. Tôi nói toàn thể luôn, từ chú bán bánh xèo cô sáu tới chị ruồi, và nói chung người ta biết hết á. Thì đợi cái người biết mà người ta không có
mà có lòng tham, người ta không có cấu kết lại với nhau. Thì điển hình như là anh Vũ Luân rồi chị Bình Tinh là người ta biết, nhưng mà người ta vẫn thẳng đường. Thứ nhất là thượng tôn pháp luật, và thứ hai nữa người ta thương thật. Đó là cái hoàn cảnh của Hồng Loan và nghệ sĩ Vũ Linh, nên người ta đóng một cái vai trò khách quan. Cái gì sai là người ta nói, cái gì đúng thì người ta là cũng nói. Còn những người khác là họ cố tình lấp liếm anh, thấy không? Vì người ta thấy thở là nhỏ thì Hồng Loan á, là người á, là một đứa con trẻ mồ côi thiếu cái tình mẹ, do đó là cái sự phát triển lớn lên nó thua thiệt như những con người bình thường trong xã hội, nên bọn họ cấu kết lại với nhau để là sâu xé vào cái tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh thôi. Thì điển hình đó là một con ngu sinh. Ở đây tôi không phân biệt giai cấp, nhưng mà truyền thống ông bà chúng ta để lại, anh là cái người giúp việc thì anh phải giữ cái bổn phận giúp việc của anh, chứ anh không thể nào mà anh vào đó mà anh ngồi á là con gan lứa mà ngồi á là trong cái cuộc mà buổi tối mà nói chuyện á là với chị Hồng Loan đó, ngồi đối diện với bàn thờ nghệ sĩ Vũ Linh đó, một thái độ mất dạy đó là không thể chấp nhận được. Nhưng mà hỏi những con người đó họ biết không? Họ biết, nhưng mà họ thấy đứa con gái này khờ quá, hiền quá, cha mẹ nó mất hết rồi thì mình nhảy vào mình ăn thôi. Chứ cái lý gì tôi hỏi anh đó là hàng triệu cái ý kiến là phản đối vấn đề chị ô sinh này, là cái này con mua là con lấy, cái này con mua thì con lấy, cái người ta mua con cũng lấy luôn. Vậy thì giờ thử hỏi, chỉ tuyên bố là mười mấy năm trời chỉ làm không công, cái vậy chỉ lấy cái tiền đâu chỉ mua, mà cha mẹ của chị đó, tôi cũng được biết là cũng không phải là cái dạng giàu có gì. Nếu mình là cha mẹ của chị là giàu có thì đâu có để chị đi làm ô sinh giúp việc mười mấy năm. Nhưng mà đấy là cái dạng là gì, nó lừa người ta, rồi nó ép Hồng Loan thôi. Đây là cái vấn đề hết sức là đau khổ. Còn cái vấn đề tôi nói là cũng là một cái người ca sĩ nhảy ranh này, đã có chồng đã có con thì thôi lo chăm lo chồng con, chồng mình bảo bọc bọc, đó là cái chuyện đời rõ ràng. Còn đằng này là lại cấu kết với một cái thằng khác để làm vi bằng là con công nhận là gì, lời nói của cậu là chính xác là đúng gì đó. Đó thì tôi đánh giá luôn người chồng của cái chị này cũng chẳng ra gì, để vợ mình cấu kết với một cái thằng người dương nước lạ đó để lấy được cái chữ ký. Thì đây là một, cũng là một cái hiện tượng. Người vợ của người đàn ông Việt Nam chúng ta không nên làm những chuyện đó. Thà làm ăn kinh tế là khác, tôi mua anh bán, ok. Còn cái vấn đề này nó nửa cái này, nó nửa cái kia, thì làm cho chúng ta khó nhìn vào cái người đàn ông mà chồng chị ruồi này lắm. Và tôi cũng có cái vài lời góp ý cùng anh và cùng cộng đồng mạng để chúng ta có nhiều cái suy gẫm. Và chúng ta, tôi thì thật sự ra là vì cái vấn đề họ đã làm ra những cảnh trái với luân thường đạo lý và văn hóa xã hội, nên tôi cũng mỏi dõi trông theo từng bước chân của Hồng Loan, và cũng cầu mong Hồng Loan có những cái bước chi đi vững chắc và có những cái quyết định nó là dứt khoát, để rồi trắng ra trắng, đen ra đen, trả lại sự công bằng cho Hồng Loan và cho cái xã hội Việt Nam chúng ta.